Ok, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình làm một cái video này thì mình muốn review cho anh em xem một cái bản update mới của tựa game Just Metal Ultimate. Thì đây là cái xe mà lúc trước mình đã mua và mình đã có review cho anh em xem rồi. Thì mình sẽ xem cho anh em xem là nó có thay đổi gì ở cái phần bản nâng cấp này nha. Thì đầu tiên thì anh em sẽ vào cái phần My Shop này. Mình sẽ show cái xe này nha, xe mắt này mình sẽ show nó. Và mình sẽ customer, mình sẽ chọn phần customer nha. Đó thì trong đây anh em để ý là nó có thêm cái phần là được mở khóa, đó là phần accessory. Accessory là dạng như là phụ kiện, anh em dịch nó ra là đó là phụ kiện. Thì nó cũng giống như từ game boss, phần boss metal ultimate, thì ở cái bản nâng cấp này vừa mới mở accessory thôi, còn cái skin thì chưa có mở nha. Ngoài những cái trước đó như là well ben rồi like đồ các kiểu thì hôm nay sẽ mở accessory, và bây giờ mình sẽ vào mình chọn accessory thì nó có gì đặc biệt nha. Mình nhấp vào này. Đó, thì trong này nó có tất cả là 6 phần. 6 phần nha. Thì đầu tiên mình sẽ chọn là accessory ở cái phần giờ lá cờ này. Mình chọn lá cờ. Thì ở cái phần lá cờ này, đây là ở trong cái cabin của cái xe mask anh em. Đó thì đối với xe mask này thì mình sẽ xem là trên đây nó có phụ kiện nha. Đầu tiên là chai nước này. Cái ly nước chứ, mình nhấp vào ly nước. Đó thì ly nước nó xuất hiện ở cái phần của tài xế ngồi này, mình sẽ mua nó nha. Mình sẽ mua nó, và nó tiếp theo là mình sẽ mua cái điện thoại này. Thứ hai là accessory điện thoại 7.000 này. Đó. Thì đây là một cái iPhone, anh em thấy iPhone để trên gắn phía trước cho tài xế, nhiều khi mà có cuộc gọi rồi thì tài xế nhấp vào. Thì bây giờ mình sẽ mua nó luôn. Đó, và tiếp theo nữa là cái kiếng này, cái kiếng mát. Kiếng mát thì tài xế nào cũng có mang theo hết, khi mà lái xe mỏi mắt hay là chói nắng gì đó thì hầu hết các tài xế đều mang vào. Thì ok, mình sẽ mua cho tài xế luôn. Và phía dưới này là nó có thêm phần lá cờ này, thì ở đây nó có những lá cờ của đất nước nào đây mình quên rồi. À, Brazil này, Trung Quốc này, rồi Tây Ban Nha này. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái lá cờ của Mỹ nha, mình sẽ chọn lá cờ Mỹ đi. Thì ở đây nó có hai ba phần, flat 1, flat 2, flat 3 này. Flat 1 là cái lá cờ mà để dưới phần dưới, còn flat 2 thì nó treo lên hình tam giác, anh em thấy không? Và thứ ba là nó cũng treo lên nhưng mà cái hình một cái hình khác. Thì mình lại thích cái hình lá cờ flat 1 thì mình sẽ chọn flat 1 và mình mua nó nha. Đó thì đây là cái phần accessory, nó trang bị những vật dụng trên cái cabin của tài xế, và mình sẽ quay ra. Đó thì tiếp theo là color này, anh em xem color này. Nhấp vào color thì ở đây nó còn bằng ba cái phần color nha. Tùy cái xe nha anh em, tùy xe mà nó có những cái phần này khác nhau nha, có thể là có hai phần hoặc là ba phần. Thì đối với xe mắt này thì nó có ba phần này. Thì mình sẽ nhấp vào cái phần laser trước nha. Next level laser này. Thì đây nó có rất là nhiều màu luôn, màu nói chung là màu sáng, màu tối, màu 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 hồng, một các kiểu này mình chọn thích. Đó, thì đây là cái phần khung. Cái phần khung của xe mình chọn cái màu nào cho nó mát mát. Đó. Xe màu xanh thì mình sẽ chọn cái, để coi có cái màu xanh lá cây không ta. Mình chọn xanh lá cây coi. Wow, anh em thấy không? Xanh lá cây rất là mát mắt. Thì mình thích cái màu này thì mình chọn nó, mình mua nó 1.000 thôi. Chỉ tốn 1.000 đồng thôi, mua nó. Đó, tiếp theo là mình sẽ xem cái phần nào nữa đây. Cái phần plastic. Plastic là một phần nhựa. Later tên là phần da gì đó anh em, bọc da đó. Thì mình vừa bọc da màu xanh rồi, bây giờ mình sẽ chọn vào phần plastic. Thì anh em bấm vào color đây. Thì mình sẽ chọn một cái màu nào nó ngược lại đi ha. Màu xanh rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái màu hồng đi. À, thì cái màu đó là màu phía trên anh em. Plastic là màu màu ánh sáng phía trên đó. Thì nói chung mình chọn cái màu xanh này đi. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái phần wood. Wood là nghĩa là gì mình ta quên ta. Wood mình sẽ chọn vào nha. Chọn phần color này. Đó. À, wood là cái mặt của những cái đồng hồ này anh em, cái mặt của bảng điều khiển này. Thì hiện tại nó có cái bảng màu kia rồi, mình chọn cái màu này coi. Wow, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ cho một cái màu nào đó nó màu xanh này coi. Không được. Màu này coi. Màu này. Nói chung cái màu nguyên bản của nó là nhìn nó cũng đẹp anh em. Đó thì mình chọn cái màu mặc định của nó nha. Màu này coi.
Ok, hoặc là chọn màu này luôn, chọn màu này cho nó sáng nha, mình mua nó 5.000 thôi. Đó, số tiền mình giờ nó nhiều rồi anh em. Rồi mình quay ra nha. Thì đây là cái thay là cái phần chọn màu của cái khung. Rồi là trang trí da bọc nè, bọc da đồ đó anh em. Thì đã xong cái phần material gì đây nè. Rồi, mình sẽ quay ra cái phần seat nha, phần ghế nha, ghế ngồi. Thì ở đây nó có bốn cái chế độ ghế, một cái ghế seat 1 là nó ở cái ghế này nè, nó rất là nhỏ luôn. Ghế này là ghế cho tài phụ nha anh em. Mình sẽ chọn ghế 2. Ghế 2 thì có vẻ nó lớn hơn, anh em thấy nó lớn hơn và nó chất lượng hơn đúng không? Nhưng mà ghế 3 như thế nào? Ghế 3 thì ok hơn, nó mịn hơn và nó có cái độ mút ở dưới ghế rất là êm. Và ghế thứ tư. Đó, ghế thứ tư này rất là to luôn và có thể nói là đây là cái ghế cao cấp nhất và nó tốn tiêu tốn chúng ta là hết 15.000 đô anh em thấy không? Mình sẽ chọn mua nó luôn nha, mình mua thích mình mua những cái mắc nhất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra mình sẽ xem cái GBS này. GBS thực chất là đây là cái mà để mà tài xế nhìn ở cái để trong quá trình mà đi đó em, thì bây giờ mình sẽ chọn thử nha. Hiện tại nó đang số 1 coi. À số 1 thì cái bảng nó nằm ở góc đây. Số 2. Số 2 thì nó gần hơn, nó to hơn cái màn hình anh em. Mình chọn thương số 3. À cái phần số 3 này thì nó nằm ở trước cái phần kiến này. Số 4 thì nó cũng vậy. Mình nghĩ là mình sẽ mua cái GBS2 nha. Để nó nằm ở cái phía này mình nhìn nó tiện hơn em. Ok mình mua nó nha, 12.000 luôn. 12.500 chứ. Đó, GBS xong rồi. Và bây giờ là cái còi nè. Còi thì hiện tại nó có hai cái chế độ, còi đơn và còi kép. Còi đơn thì hôm một thì 10.000, còi kép thì 14.000. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái còi còi kép mình mua luôn nha. À, còi kép phía trên anh em thấy không? Còi đơn hai cái hai bên. Còi kép là chính giữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ mua cái mắc không ít nhất, mình mua luôn. Đó. Rồi ok. Thì tiếp theo là cái phần license plate này. Thì cái này là cái phần biển số anh em. Thì ở đây á, cái ô đầu tiên là cái ô mà nó hiển thị cái quốc gia đất nước của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ chọn là VN nha. VN là Việt Nam đó anh em. Đó, VN. Rồi. Tích nó. Ô phía dưới thì mình sẽ xóa đi và mình sẽ thêm vào cái biển số xe của mình. Thì mình vẫn chọn cái biển số mà mình hay dùng nhất. 77 này, mình sẽ chọn cái xe này xe công cho nên là mình sẽ chọn C luôn. Rồi, một cái đường gạch. Sau đó mình sẽ bấm 138.65 nha. Đó. Ok, mình sẽ tích nó nha. Rồi mình sẽ xây lại, nó tốn 2.500 đô thôi anh em, rất là ít. Đó, hiện tại anh em thấy trên cái xe á, anh em thấy trên xe là nó là cái biển số 77C13865 anh em thấy không? Và hầu như là xe mình đã đặt trang bị hết trơn rồi. Đó, thì phía sau này cũng có biển số này. Đó, nó giống như là cái phần game Boss Simulator NGP. Đó, phiên bản này là mình cái phiên bản xe tải này thì nó ra mắt sau cho nên là mình nghĩ sắp tới nó sẽ update luôn cái phần skin nữa thì rất là hay luôn. Thì anh em nhớ là follow cái channel của mình và theo dõi những cái video tiếp theo của mình sẽ chia sẻ nha. Và đừng quên like video cũng như là đăng ký kênh, nhấn thêm chuông nữa để nhanh theo dõi những cái video mới mình sẽ ra. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem là sau khi mình đã mua rồi thì mình sẽ quay ra này. Máy kia thì cái skin này thì nó chưa có mở nên là tới cái bản update mới thì nó sẽ mở thì mà chúng ta sẽ tiếp tục. Và mình sẽ chọn nó mình chua nha, mình chọn chua nó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình ra mình chọn một cái chuyến hàng nào đó. Và mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem nha. Là trong cái xe mình nó sẽ như thế nào. Nó có ok không? Hiện tại đi coi máy tài xế đi. Tài xế mình thì nó lái, nó đi hết trơn. Còn có một chiếc đó từ Bến Tre đi Điện Biên nó còn có tới 7 giờ nữa, 7 giờ đồng hồ nữa anh em. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái chuyến xe nào đó, một cái chuyến hàng nào đó mà nó coi mình chọn một chuyến hàng nào đó nó Lock Watchmaster ok Tết rồi ok mình sẽ chọn chuyến hàng Lock này đi. Nói chung là từ từ Khánh Hòa mình sẽ chọn chuyến này, mặc dù nó ít tiền nhưng mà mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem.
Với lại cái chuyến hàng này là hầu như là mình chưa có đi bao giờ anh em. Lock Sin 1999 này. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn nó nha. Hiện tại thì đang đấu giá này, mình sẽ đấu giá nó. Đó, thành công rồi nha. Rồi, Ethem hả? Ủa sao lại Ethem ta? À, đúng rồi, Sin là Emax. Rồi, ok, mình sẽ chọn Play này. Thì mình sẽ cho anh em xem ở trong cái buồng lái nó như thế nào, và khi mình đi thì những cái GPS nó sẽ hoạt động như thế nào. Mình đi view sơ thôi nha, nói chung là mình chia sẻ cho anh em nó đã hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình điều chỉnh lại cái ghế một chút xíu cho nó lui về một chút xíu nha. Đó, nó thấp một xíu rồi. Mình lui lại cho anh em xem này, mình lui hết cỡ cho anh em xem này. Đó, lui nữa cho anh em xem này, hết cỡ rồi hả? Rồi, mấy rồi. Rồi thì cho làm xíu nha. Nói chung là ngồi xa quá anh em, ngồi cẩn thận trước cho dễ lái đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái này lại nha. Đó thì anh em thấy là cái xe của mình hiện tại nó đã được trang bị những cái công dụng điện thoại này, rồi ly nước này đó, rồi mình thay da, mình bọc da hết đó. Nói chung là nó khá là ok luôn em. Thì bây giờ mình sẽ bật cái đó, mình bật cái gương chiếu hậu lên đó. Thì xe mắt này thì nói chung là cái độ khó đó thì cũng không khó, nhưng mà khi mình lái thì anh em để ý là nếu mà mình sẽ quá được lát các kiểu như thế này đó. Chia lại cho anh em xem. Nhìn qua gương chiếu hậu nha anh em, mà không có nhìn gì nha. Đó, nhìn qua gương chiếu hậu đưa nó vô đó, thấy chưa, khá là ok luôn. Thì để mình xem là cái gương đó, Let's get started. mình xem thử Drive là cái safe. gương chiếu hậu của nó như thế nào nha. À, anh em thấy gương chiếu hậu thì khá ok rồi, nhưng mà nó hơi gần anh em, nhưng mà không sao, thì đó mình chỉnh sau. Thì nhưng mà quan trọng anh em nhìn thấy cái bảng GPS đó, GPS nó đang hiện lên phía trước không, thì mình sẽ không cần bật cái bảng này lên, mình sẽ không cần bật cái này lên anh em, mà mình sẽ tắt cái này luôn đó, và mình chỉ lái và nó sẽ cho mình cái trải nghiệm y như thật luôn. Mình nhìn từ cái GPS, mình có hai cái GPS nha, một cái GPS trước đó như là một cái GPS đâu rồi, đi cổng cho ta đó, mình đi sai cổng rồi, sorry. Đó, mình nhìn hai cái GPS. Mình đi ngược lại nha, đi quay lại. Đó, khá là ok nha. Rồi, cổng cũng ra phía trước kìa. Đó, mình có thể mình nhìn thấy trên cái GPS nó rất Turn là rõ left. luôn. Mình khỏi phải bật cái kia lên, nó chán làm nhìn mình. Ok, thì nói chung là mình review cho anh em xem những cái Continue straight. đặc điểm nổi trội khi mà đăng bản mới này, thì hy vọng anh em cũng đã xem và đã biết rồi, thì anh em cứ test và sử dụng nha. Nói chung đây là một bước tiến và một bước tiến mới của tựa game chết chúng ta ở đây. Thì thời gian sắp tới thì nó sẽ có một bản update nữa, mình nghĩ nó sẽ cho mình mod skin được các kiểu, cho nên là anh em hãy nhớ xem những video tiếp theo của mình nha, và tiếp tục chơi cái tựa game này để chúng ta có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời với những chuyến xe của nhà. Đó, bây giờ em thấy chưa, rất là tuyệt vời luôn, tuyệt vời mặt trời luôn. À, với lại mình test còi cho anh em xem mình nghe nha, mình chưa test còi để mình nghe được. Đó, em nghe còi không? Còi nó rất là chọn chọn luôn ha. Thì ở xe mắt này á, ở xe mắt này thì nói chung là lái nó cũng rất là phê luôn em, nhưng mà mình phải kiểm soát được cái tốc độ nó, mình lái rất là phê, còn không kiểm soát là mình dễ bị nhào đầu, tại vì cái đầu xe nó rất là dài luôn đó, rất là tuyệt vời luôn đó. Cảm nhận mình thấy là chiếc mắt này phải nói là nó rất là dễ lái, nói chung là dễ lái chứ không có khó gì.
vô lăng của nó tản về cũng khá là ok anh em. Đó thì mình review vậy thôi, thì hy vọng anh em sẽ tải về và update nha, và có vấn đề thắc mắc anh em comment ở dưới bình luận, mình sẽ giải thích thêm hoặc là chia sẻ thêm ở những video tiếp theo. Và cảm ơn anh em rất nhiều nha, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nha, các bạn người.